Gen Ibon 12 ly rưỡi tay 3, thay máy sử dụng, bao phơi, bao không rung rằng nha anh em. Bấm tích lại đầy đủ luôn nha. Đó, bấm tích lại nha anh em. Bấm tích xong sau khi đã thay máy sử dụng, để tối ưu hóa cái gen. Thì cái gen này mình bán cho anh em giá là 2 triệu nha anh em. Cái gen nguyên bản chưa làm gì hết đó, thì giá là 1,5 triệu. Và mình cũng nhắc đi nhắc lại cái chuyện việc căng dục là gì. Có nghĩa là mình căng dục sử dụng để gọi là tối ưu hóa cho cây gen, chứ không phải là cây gen nguyên bản người ta sản xuất ra là xài không được. Nhưng mà mình dạng là mình muốn kiếm thêm, mình muốn kiếm thêm thì mình phải là gọi là sử dụng để đúng theo ý muốn của mỗi người thợ. À, giả dụ nhiều anh em hỏi khoảng 5-7 năm gì trước đâu đâu có cái ngôn từ gọi là thay má căng dục sử dụng. Thì những cái máy hồi xưa mười mấy 20 năm trước, những anh em thầy thợ, những chú bác chẳng chạy ầm ầm, những chạy phà phà, đâu có gì đâu anh em. Đó, nên mình nói gọi là gì, tất cả những cái cây gen mà hãng nào sản xuất cũng vậy, khi người ta đã sản xuất ra đại trà thì chắc chắn là 100% là nó sẽ chạy được ok. Và cây gen nó phải có gọi là độ dục nha anh em, có nghĩa là một bên nặng bên nhẹ, chứ không có cây gen nào mà hai cái độ nó bằng nhau hết, hai độ bằng nhau là cây gen không giờ chạy được đó. Thì nó cây gen nặng nhẹ là một bên là búa mỏng, một bên búa dày đó. Và cái lượng búa là búa xé, búa như thế nào thì đó, mỗi thương hiệu và mỗi cái đó. Ví dụ nhiều người cây dinh neo nó búa ngang thì người ta sửa là búa xéo để cho nó chạy ok. Nên có nhiều cây dinh neo có cây chạy được, cây chạy không được là do vậy. Rồi tùy theo cái độ lớn của bít tông nữa nha anh em. Đó. Còn cái dinh này là mình đã thay máy sử dụng phù hợp với cấu hình những cái trái nhỏ nhỏ 5X là ok nha anh em. Đó. 2 triệu một cây nha.